Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá ngày hôm nay, ngày 9 tháng 10, thì người mộ bóng đá Việt Nam sẽ hướng cái sự chú ý của mình tới trận đấu giao hữu của đội tuyển Việt Nam với câu lạc bộ Nam Định tại sân vận động của Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong ngày hôm nay. Thì đây là trận đấu để thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ À, lắp ráp thử nghiệm đội hình để hướng tới cái trận đấu với đội tuyển Ấn Độ và trước khi đến với chương trình và thông tin nhận định về trận đấu này thì quý vị và các bạn có thể ủng hộ thể thao bằng cách bấm đăng ký kênh bấm like video và đưa ra những cái bình luận và dự đoán tỷ số của mình ở phía dưới để chúng ta sẽ à, xem được rằng sau trận này chúng ta có dự đoán đúng tỷ số hay không à, xin cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn rất nhiều à, thưa quý vị và các bạn theo cái lịch ban đầu ấy Đáng nhẽ ra thì đội tuyển Việt Nam sẽ có hai trận đấu à, giao hữu với đội tuyển Liban và đội tuyển Ấn Độ. Tuy nhiên thì đến cái giờ chót thì đội tuyển Liban không sang được, xin gửi đự, gửi thừa xin xin lỗi liên đoàn bóng đá Việt Nam và chính vì cái việc mà rút lui như này thì đội tuyển Việt Nam đã không thể nào mà bắt được một cái đối thủ mới cho. Uh, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sích vì thế cho nên là uh, đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã phải có một trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Nam Định và chính là vào trận đấu diễn ra vào lúc 17 giờ ngày hôm nay. Thì thực ra mà nói thì để mà đối đầu với câu lạc bộ Nam Định thì đây cũng là một cái đội bóng mạnh và có dàn cầu thủ rất là chất lượng. Đấy. Bởi vì là ở thời điểm hiện tại thì cái chất lượng đội hình của đội Nam Định là họ có sở hữu tới 8 cầu thủ nước ngoài cơ. Uh, Nguyễn Xuân Son thì nhập tịch rồi nhưng tính cả Nguyễn Xuân Son là có 8 cầu thủ ở uh, người nước ngoài vì thế cho nên nếu như để mà nam định mà ra sân đội hình mà có 8 cầu thủ ngoại binh như thế này thì sẽ là một thử thách đối với đội tuyển việt nam chứ không phải đơn giản đâu và đặc biệt là đội tuyển việt nam sẽ được đối đầu với một tiền đạo có thể nói rằng là hay nhất ở bóng đá việt nam trong ba uh, bốn mùa giải trở lại đây đó chính là Raffinson hay là Nguyễn Xuân Son. Mặc dù ở mùa giải năm nay ấy, thì Nguyễn Xuân Son là đang có cái uh, phong độ ghi bàn không tốt cho lắm bởi vì sau khi nhập tịch thì cái cái phong độ của Nguyễn Xuân Son lại lại đang chưa thấy được cái dấu hiệu của tích cực cho lắm. Vì thế cho nên là À, vừa rồi thì nam định cũng đã gặp những cái khó khăn đôi chút đúng không ạ nhưng mà không vấn đề gì cả vì với cái phong độ và cái đẳng cấp của nguyễn xuân son cộng với một cái dàn cầu thủ mà ngoại binh ý, thì nam định hoàn toàn có thể gây ra khó khăn và thậm chí là có thể hướng tới một kết quả thuận lợi trước đội tuyển việt nam đấy đúng không ạ à, cái mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên ki xích ở trận đấu này không phải là, là 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 giành chiến thắng đâu mà cái mục tiêu quan trọng nhất đó chính là À, thầy trò bên Kim Sang xích sẽ thử nghiệm và đúc rút ra những cái kinh nghiệm gì ở cái uh, trận đấu giao hữu này để mà chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Ấn Độ phải nói gì thì nói uh, đá trận đấu ngày hôm nay thì đá kín đấy. vì thế cho nên là uh, người hâm mộ cũng sẽ không được theo dõi và uh, truyền thông cũng không được tác nghiệp uh, tuy nhiên thì thể thao sẽ cập nhật uh, kết quả tới quý vị và bạn trong thời gian sớm nhất để chúng ta xem rằng thầy trò HLV Kim Sang Sích sẽ có được kết quả như thế nào trước đội Nam Định. Thì um, trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ chiều nay trên sân vận động của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, tức là cái sân tập uh, hàng ngày của đội tuyển Việt Nam của thầy trò HLV Kim Sang Sích. Thì, um, đây là trận đấu sau trận đấu này thì thầy trò HLV Kim Sang Xích vào ngày uh, sẽ chuyển di chuyển tới Uh, xuống Nam Định để mà chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Ấn Độ vào lúc 18 giờ ngày uh, 12 tháng 10 đó, trên sân vận động Thiên Trường. Đó thì chúng ta sẽ cùng uh, uh, theo dõi xem là ngày hôm nay thì thầy trò bên Kim Sang Sích sẽ thể hiện như uh, thế nào trước uh, câu lạc bộ của, uh, uh, Nam Định và cái trận đấu giữa đội uh, giữa đội tuyển Việt Nam với câu lạc bộ Nam Định cũng là cái dịp để cho uh, Nguyễn Xuân Son để chứng minh cái năng lực của mình bởi vì là ở đợt tập trung lần này thì nguyễn xuân son mặc dù là đã có quốc tịch việt nam tuy nhiên thì chưa được huấn luyện viên kim sang Sik gọi lên Đấy. vì thế cho nên là đây là trận đấu mà nguyễn xuân son sẽ có cơ hội để mà đối đầu với các cầu thủ việt nam và cũng là cái dịp để mà ghi điểm với huấn luyện viên kim sang Sik. nếu như nguyễn xuân son mà thể hiện tốt thì ở những đợt tập trung và hội quân tiếp theo sau đây thì hoàn toàn có thể có cơ hội để mà lên tuyển để mà chứng minh năng lực đúng không vì cứ lên tập cùng đã sau đó thì được thi đấu hay không và đủ điều kiện ra sân đăng ký thi đấu hay không nói là một câu chuyện khác khi mà được tập cùng những cái cầu thủ thì nó sẽ có những cái thời gian để mà hòa nhập và kết nối với nhau chứ còn nếu như mà uh, lên tuyển mà, mà, mà chưa làm quen được với các đồng đội thì sẽ rất là khó đá vì là ở câu lạc bộ với lại đội tuyển nó sẽ khác hoàn toàn nhau sẽ phải có sự kết nối và ăn ý với nhau À, xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video Quý vị các bạn có thể dự đoán tỷ số giữa đội tuyển Việt Nam với cơ độ Nam Định ở phía dưới phần bình luận Và xin lưu ý với mọi người rằng là đây là trận đấu kín cho nên là mọi người sẽ không được xem trực tiếp trận đấu này đâu à, Một lần nữa cho tuổi thao xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình tiếp theo Xin chúc mọi người có một ngày mới thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và hạnh phúc